Tôi có một cái bệnh đó là gọi là về viêm phế quản mãn tính, có thể nói là có những lúc cơn suyễn nó lên đến là lúc bây giờ tôi chỉ tuổi hơn 30 thôi mà đã có những lúc tôi bảo là khả năng nếu mà tôi chết thì chết chắc có lẽ là cũng vì cái bệnh này đấy. Đấy là cái thể trạng trước kia. Thế nhưng mà từ khi mà tôi gọi là vào cái lĩnh vực thực dưỡng thì nó đã cải thiện, mà có lẽ là từ ngày đấy giờ thì cái biểu hiện của cái bệnh ấy là không còn nữa. Vâng, xin mời anh Tuấn giới thiệu về bản thân mình ạ. Vâng, xin chào Quang Hưng, chào anh Dạ. Luận, chào chị Liên và chào anh Hồng. Tôi thì là tên là Nguyễn Văn Tuấn, tôi sinh năm 1972. Trước kia thì tôi cũng đi bộ đội. Tuy nhiên là do cũng không may mắn nên là bị trong cái khi làm nhiệm vụ thì bị thương, thì hiện nay là tôi cũng hỏng hết hai mắt. Cái duyên đến với cái thực dưỡng ấy, thì cái ngày đầu thực ra là tôi cũng được một cái người chị, mà chị này là bệnh nhân của tôi. Trước đó thì chị có tiếp cận để về về cái thực dưỡng. Thì khi mà chị ấy có giới thiệu thì thực sự là ban đầu là với cái quan điểm cũng như là về về cái tư tưởng lúc bây giờ thì thực sự là không không tin. Nhưng mà có lẽ là cũng do cái cách thức giới thiệu, cái cách thức để chị ấy mà gọi là đưa thông tin cho tôi ấy, có lẽ là lúc ấy nó chưa chưa có được cái đầy đủ cái thông tin nên là không có sự thuyết phục. Cũng chính vì vậy mà lúc bấy giờ tôi cũng rất là thờ ơ. Tuy nhiên sau này á, khi mà tôi tiếp cận với một số những cái tài liệu liên quan đến cái thực dưỡng, đầu tiên đấy là cái thông tin đầu tiên đấy là tôi nghiên cứu cái tài liệu liên quan đến cái sách của bác Ngô Đức Vượng. Thế mà dần dần sau này á, thì tôi lại nghiên cứu những cái tài liệu, những cái clip của bác Hưng và bác Tài. Thế mà cũng đọc sách ở một số những cái sách của nước ngoài mà có một số những cái dịch giả ở người Việt đấy. Cũng chia sẻ trên trên mạng thì tôi cũng đã tiếp cận. Và cũng chính từ cái việc mà tôi tiếp cận nhiều cái thông tin ở nhiều cái khía cạnh thì tôi mới thấy được là cái hữu ích cái vấn đề, cái vai trò của vấn đề ăn thực dưỡng đối với sức khỏe con người. Và chính thức thì tôi cũng đã nghiên cứu sâu trong cái thời gian đấy là khoảng 3 năm trở lại đây. Đấy là khi vào có cái duyên vào thực dưỡng. Thế thì có thể nói là trước đó thì tôi cũng xin nói thêm như này, báo cáo với bác Hưng, anh Luận, chị Liên với anh Hầu. Trước kia là tôi thì bản thân tôi thì với cái thể trạng sức khỏe là cũng cũng khá tốt. Nếu để nói là cùng cái trang lứa hoặc là cùng cái gọi là ở cái gọi là mình nói là ở cái nhóm mà ở cân nặng ấy, thì đúng là ít có thể ai có thể nói là so bì được lắm. Đấy là với cái thể trạng. Tuy nhiên lúc bấy giờ sau này ấy, thì tôi khi vào thực dưỡng thì tôi mới biết là đó chỉ là về sức mạnh về cơ bắp thôi. Khi đó tôi thể trạng rất là khỏe, nhưng mà tôi có một cái bệnh đó là gọi là về viêm phế quản mãn tính, có thể nói là có những lúc cơn suyễn nó lên đến là lúc bây giờ tôi chỉ tuổi hơn 30 thôi mà đã có những lúc tôi bảo là khả năng nếu mà tôi chết thì chết chắc có lẽ là cũng vì cái bệnh này. Đấy đấy là cái thể trạng trước kia. Thế nhưng mà từ khi mà tôi gọi là vào cái lĩnh vực thực dưỡng thì nó đã cải thiện, mà có lẽ là từ ngày đấy giờ thì cái biểu hiện của cái bệnh là không còn nữa. Trước kia là tôi đi viện nên là cũng mà một tháng là cũng phải đôi ba lần, vợ cũng phải đưa đi đấy.
Thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn là không có rồi. Một cái điều đặc biệt nữa là trước đó thì tôi cũng là cái người mà tiếp cận về yoga này từ năm 90, 93, 94 là tôi đã tiếp cận với yoga, tôi tập rồi. Đấy, sau này thì là lại tập khí công nữa này. Đấy. Thế nhưng mà nó không không cải thiện được bao nhiêu. Thế nhưng từ khi mà đến với thực dưỡng thì cái điều này là nó đã triệt để cái được mình nói một cách gọi là điều trị, như như Tây y gọi là điều trị, chứ còn như thực dưỡng thì là có nghĩa là về cái thể trạng là nó đã gọi là giải quyết được cái vấn đề cái bệnh tật. Đấy là về cá nhân của tôi. Khi mà tôi gọi là để hỗ trợ cho chính thức là hành nghề ấy, thì tôi cũng làm học cả cái nghề bấm huyệt. Đó. Thế khi mà tôi hỗ trợ kết hợp vừa khí công này, vừa bấm huyệt này, vừa thực dưỡng, thì cái đầu người đầu tiên là tôi hỗ trợ cho vợ tôi. Vợ tôi là có một cái căn bệnh, hai cái căn bệnh mà nó là kinh niên. Một là cái đau đầu không rõ nguyên nhân. Hai là co thắt ngực, đau co thắt ngực ấy. Đấy là hai cái bệnh kinh niên. Khi mà tôi hỗ trợ vợ tôi thì đến giờ phút này là cũng không, những cái bệnh căn bệnh đấy cũng không còn tái phát. Đấy là cái diệu kỳ của cái thực dưỡng. Còn trước kia tôi hỗ trợ bằng cái phương pháp là tập mà cho tập khí công này rồi bấm huyệt thì nó cũng gọi là giảm thôi. Đấy, đấy là riêng về vợ tôi. Còn nhiều người mà tôi hỗ trợ những cái bệnh ví dụ như là về xương khớp này, về suy 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 thận này, rồi sỏi thận mà tôi cũng hỗ trợ cũng được một vài người. Và tới đây thì là tôi cũng sẽ làm những cái clip để cũng đưa lên cái kênh YouTube cũng như là kênh Facebook của tôi để cũng là lan tỏa, cũng mong muốn là lan tỏa cái phương pháp này. Tôi kể Vâng. một cái câu chuyện mà cũng có thể nói là đến giờ phút này mà tôi cũng rất là mãn nguyện. Cái câu chuyện này là nó liên quan đến bố bố đẻ của tôi. Bố đẻ của tôi cũng là một cái người năm nay bố tôi là cũng 72 tuổi. Vì một cái căn bệnh tắc nghẽn phế quản mà bị rất nặng. Cách đây khoảng hơn một năm thì tôi về, có nghĩa là cũng thuyết phục bố tôi để tôi hỗ trợ, nhưng mà phải nói thật sự là cũng đáng tiếc cái thời điểm đấy. Cũng như tôi ấy, là khi mà nói bố là lên để tôi hỗ trợ cho, thì bố tôi này, không những bố tôi mà kể cả người thân trong gia đình là không tin đâu. Thờ ơ lắm, nhiều lúc cũng nghĩ cũng buồn cũng tủi. Đấy. Cho đến cái thời gian vừa rồi, cách đây khoảng hơn chục ngày thì bố tôi lại bị tái phát. Mà lúc bấy giờ thì về cái tâm lý là con cái bao giờ không có ai là không có thương bố mẹ, mà khi mà bị bệnh như vậy thì đến cái thời điểm mà bố tôi đi Tây y rất nhiều lần, thậm chí ông còn còn nghĩ đến nhiều lúc mà bảo là nghĩ ung thư thế nọ thế kia. Đấy. Cách đây còn hơn chục hôm thì bố tôi khi mà vẫn tiếp tục theo cái con đường Tây y ấy, thì cái sức khỏe cái thể trạng cũng đã rất là yếu rồi. Thế khi tiêm kháng sinh sử dụng cái phương pháp đấy thì cái thể trạng của bố tôi là không, cái thể lực nữa là không chịu nổi nữa, mà đến mức độ là cái mạch ấy, là tôi khi mà tôi kiểm tra cái mạch đó là nó chìm chìm rất là chìm, đặc biệt là hơi thở là chống hơi rất là yếu. Đấy, lúc bấy giờ thì tôi về tôi thuyết phục thì mẹ tôi rồi bố tôi lúc bây giờ cũng lên lên chỉ có 3 ngày sau thôi, cũng phải xin thưa với bác Hưng với lại anh em chị em ấy là 3 ngày sau tôi sử dụng tổng hợp, một là tập khí công, hai là ăn uống, cái đầu tiên là cái ăn uống, hai là tập khí công, ba là sử dụng cái ARE, cái thuốc phục hồi sinh lực. Thì chỉ có 3 ngày sau thôi thì bố tôi tỉnh hoàn toàn, mà trước đó nhá, đi lên cái cầu thang có nghĩa là cái tầng lửng nhà tôi thôi đó, thì à chính cái phòng này đây, chính cái phòng này là chỉ có lên có hơn chục bậc thôi
mà ông còn phải nghỉ. Thế nhưng sau 3 ngày mà khi tôi hỗ trợ bằng những cái phương pháp tổng hợp như vậy thì bố tôi đã hoàn toàn coi như là ở cái thể trạng gần như trở lại bình thường, đi lại rồi vận động rất là tốt. Cho đến bây giờ có thể nói là bố tôi trở lại gần như như bình thường ấy. Nó không còn cái biểu hiện như trước kia nữa, mà đến bây giờ thì có thể nói là bố tôi không tin cũng không được. Cho đến giờ kể cả mẹ tôi cũng vậy, và mẹ tôi cũng bây giờ là cũng mong muốn là chỉ 1-2 ngày nữa là cũng trở lại lên trên này để tôi hỗ trợ với cái bệnh kinh niên của mẹ tôi, đó là cũng là về xương khớp và đau người. Đây là cũng một số những cái chia sẻ ngắn ngủi như vậy, để cũng mong muốn là chia sẻ cái thông tin và cũng lan tỏa cái chương trình này đến với nhiều người, đến với cộng đồng. Xin cảm ơn. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn. Cái câu chuyện của anh Tuấn rất là hay. Và vốn nãy nãy thì anh Tuấn có chia sẻ là anh Tuấn đi bộ đội và không may thì bị hai mắt của anh Tuấn không còn nhìn được thấy nữa. Thì anh lúc nãy anh có nói là anh tìm rất là nhiều sách ở Việt Nam cũng như nước ngoài và YouTube nữa, thì làm cách nào để anh có thể đọc được sách và nghe được YouTube, anh có thể chia sẻ được không ạ? Vâng, cảm ơn anh Loạn. Cũng rất may mắn là khi mà tôi bị thương là bị hỏng hai mắt là năm 92, thì năm 93 sau 1 năm điều trị thì nó không không phục hồi được, thì tôi ra quân và hưởng trợ cấp thương binh. Cho đến năm 2001 thì tôi lại tiếp tục tham gia công tác xã hội, và hiện nay thì đang cũng cũng làm hưởng gọi là cái lương của nhà nước, cũng tổ chức làm một cái tổ chức của hội người mù của tỉnh. Thế khi mà tham gia hội ấy, thì cũng phải nói là trong cái điều kiện như hiện nay ấy, thì cái vấn đề công nghệ nó cũng giúp tôi rất nhiều. Ví dụ như hiện nay là tôi đang sử dụng với cái điện thoại này, là cái Samsung smartphone, thì nó có cái phần hỗ trợ tiếng cho người khiếm thị, thì chúng tôi kích hoạt cái đó. Thế hay là cái máy vi tính cũng vậy, chúng tôi hoàn toàn sử dụng nó như người bình thường, tìm kiếm mọi thông tin rồi những cái ứng dụng mà liên quan đến những cái việc mà có thể để hỗ trợ trong cuộc sống, hay là tìm tài liệu thì nó thuận lợi như như người bình thường, chứ chứ không có gì nó khó khăn lắm. Tuy nhiên là ở cái vấn đề này ấy, là trong cái quá trình mà mới tiếp cận ấy, thì đối với người khiếm thị nó khó khăn hơn. Thế nhưng mà qua một thời gian mà mình gọi là vừa là trau dồi thì học tập, thì nó trở thành một cái kỹ năng nó như người bình thường thôi. Đấy là riêng về để có thể tiếp cận với các cái thông tin, mọi cái vấn đề cộng đồng xã hội trên gọi là cái hệ thống mạng, thì tôi tiếp cận bằng Vâng. cái phương pháp đó.